Hello, điện năng lượng mặt trời Safi Solar chào anh em nhé. Hôm nay anh em mình đang là về trước chống cháy được 30 con Solid 6kg Hybrid bản mới, bản có màn hình luôn. Thì bây giờ đang là xuống hàng, nay xuống được một pallet rồi. Bây giờ đang xuống, tí mới sẽ quay lại cái review cái con 6kg này cho anh em mình xem luôn. 6kg Solid nó ra cái bản màn hình thì hứa hẹn là cực kỳ cạnh tranh với các hãng. Phần cứng cũng như là dịch vụ hậu mãi của Solid thì khỏi bàn rồi. Bây giờ nó thêm cái màn hình. Thì lúc trước thì anh em cứ chê là không có màn hình, thao tác khó. Thì bây giờ nó bổ sung cho anh em cái màn hình rồi. Chưa thấy cái hãng nào mà chiều khách hàng như vậy. Mới chỉ tham gia thị trường được đâu đó hơn 1 năm, nhưng mà bây giờ đã ra bản V2 và cập nhật tính năng liên tục cho anh em mình luôn. Khách hàng yêu cầu gì, thèm gì, cần gì là nó đáp ứng ngay, không phải chờ đợi gì cả. Nó là cái hãng lớn, cơ sở và vật chất và tiềm lực của nó thì quá mạnh rồi. Bây giờ nó chỉ có cái bài toán là dung lượng thị trường anh em mình tiêu thụ được bao nhiêu thì Solid nó sẽ đáp ứng được thôi. Nếu mà cảm thấy mà dung lượng tốt thì cỡ nào nó cũng chơi hết. Đấy, đây là chỗ này là em có về được lô này, nó hơi gấp cho nên là chuyển từ kho Hà Nội vào được 30 máy 6kg. Lô tới thì sẽ có đầy đủ các phiên bản, và đặc biệt sẽ khoảng tầm cuối tháng 9 hoặc là chậm nhất là đầu tháng 10 thì nó sẽ về thêm các cái phiên bản công suất lớn 8, 10, 12, 16 kg 1 pha, 3 pha và điện áp thấp, tức là 48V đấy. Đấy, khoảng 2 tháng nữa nó về 48V áp thấp 3 pha 12, 14, 16 kg thì đài ơ với chi xét ra chuồng gà hết. Nói vui vậy thôi. Đấy, mỗi cái máy, mỗi hãng thì nó sẽ có thị trường, có thị yếu khách hàng nhất định.